Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Bà quá này đã cho nhiều hơn ai hết. Người đời thường đánh giá theo bề ngoài, còn Thiên Chúa thì đánh giá theo tấm lòng. Hôm nay chúng ta đến nhà thờ này, Chúa cũng không để ý tới quần áo, tới vẻ mặt hay phong cách bề ngoài của chúng ta, nhưng Ngài nhìn thấu tấm lòng của chúng ta. Vậy chúng ta hãy rất chân thành với Chúa, bày tỏ hết những sự gì nghèo nàn, yếu đuối, tội lỗi của chúng ta để được Ngài tha thứ nâng đỡ, để xứng đáng đến trước nhan Ngài dâng thánh lễ. Dâng thánh lễ chúng ta hiệp ý với Hội Mân Côi và các nhóm kinh Mân Côi, với Hiệp hội Minh Thánh Giá, với nhóm Cải Xanh cầu cho các linh hồn. Hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa, cầu xin ơn bình an, cầu cho các linh hồn gia tiên, linh hồn mồ côi, các thai nhi, cầu cho các chị em trong hội dòng Minh Thánh Giá đã qua đời. Cầu cho các linh hồn Giuse, Maria, Đa Minh, Rosa, Phêrô, Tôma và Teresa, Vinh Sơn, Gioan Bautista, Patricio, Domenico, Anna, Gioan và Andre. Lễ dỗ 1 năm linh hồn Teresa, dỗ 3 năm linh hồn Maria, 28 năm linh hồn Đa Minh và tạ ơn Chúa kỷ niệm 34 năm hôn phối. Tôi thu nhận tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa. Chúa chúng xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con chung tùng Chúa. Con đứng Chúa Trời.
có tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần dòng vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì can bước tiên chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Elia trỗi dậy lên đường đi Sa-rê-ta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi. Ông gọi bà và nói với bà rằng: xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống. Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: xin cũng mang cho tôi một miếng bánh. Bà thưa: có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám, tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một ít nắm bột trong hũ và một ít dầu trong bình. Này đây, tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con tôi, con trai tôi ăn rồi chết thôi. Elia trả lời bà rằng: bà đừng lo, cứ đi và làm những gì bà đã nói. Nhưng với một chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi. Sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Thiên Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không bao giờ vơi đi, cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất. Bà đã đi làm theo lời ông Lê Elia. Chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn. Từ đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Chúa sự công minh cho người bị áp bức, ban của ăn cho kẻ đói nghèo. Chúa giải thoát những ai tù tội. Hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Chúa mở mắt kẻ mù loà, Chúa nâng dậy ai hèn yếu. Chúa yêu chuộng người công chính, Chúa che chở khách kiều cư. Ôi tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Chúa nâng đỡ cô nhi quá phù và triệt hạ phương quân tội lỗi.
Chúa hiện trì đến muôn đời. Này Si-on, Thiên Chúa của ngươi, Ngài hiện trì đến muôn đời. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Đức Giê-xu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, người đã phải chết nhiều lần, nhưng từ nay cho đến tận thế, người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Đức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy để xóa tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi người. Đó là lời Chúa. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thùng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống. Đó là lời Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta thấy có nhiều giá trị khác nhau. Có những giá trị lớn lao, nhưng mà lại được ẩn mình trong những hoàn cảnh tầm thường. Và không dễ gì người ta nhìn thấy viên kim cương nằm lẫn trong những đống cát. Thế mà Đức Giêsu đã nhìn thấy một giá trị vô cùng lớn lao ẩn sau một góa phụ tầm thường. Cái nhìn đó đã đảo lộn mọi giá trị và gây nhức nhối cho những người xưa nay chỉ dựa trên những tiêu chuẩn bên ngoài để mà đánh giá người ta. Những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thùng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Đó là những giá trị bên ngoài nhưng mà đầy hấp dẫn đối với những người có chức vị ở trong xã hội. Suốt đời họ chỉ tìm kiếm những cái bên ngoài để bù lấp khoảng trống lớn lao trong tâm hồn của họ. Hình ảnh những vị kinh sư cao ngạo đó chẳng khác gì những người giàu bỏ thật nhiều tiền
với một thái độ ngông nghênh, khinh thế ngạo vật. Đồng tiền trở thành một phương tiện để họ phô trương thanh thế của mình. Nếu giáo hội của Chúa cũng chỉ toàn những người như vậy, thì thử hỏi nhân loại còn mong chờ gì nơi giáo hội? Thế nên, Chúa Giê-xu phải hết sức chú ý để moi lên từ đám đông quần chúng một gương mẫu cho các môn đệ và cho cả giáo hội sau này. Và giữa một rừng người đang thi nhau bỏ vào thùng tiền dâng cúng cho đền thờ những đồng tiền kếch xù, thì cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó chỉ có 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 xu. So với số tiền của người giàu thì 2 đồng tiền kẽm có nghĩa lý gì, mua được mấy viên gạch. Thế mà bà lại được Chúa Giê-xu đề cao: Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Như vậy thì giá trị không căn cứ trên số lượng. Phải có một cái nhìn thật sâu sắc mới thấy được vấn đề quá lớn trong một hành vi quá nhỏ như vậy. Chính hành vi nhỏ mọn đó đã lột tả tất cả những hy sinh thật lớn lao, vì bà này đã túng thiếu lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để mà nuôi thân. Tại sao bà có thể làm được như vậy nếu không phải vì bà đã cảm nhận được hồng ân cao cả và tin tưởng vào Thiên Chúa? Cõi lòng bà đã mở ra để hồng ân Chúa đổ tràn trề qua một hy sinh lớn lao nhưng với một số tiền rất nhỏ. Cả Tân Ước lẫn Cựu Ước hôm nay đều nêu lên mẫu gương của bà quá thật là cảm động. Lúc ngôn sứ Elia lên tiếng cầu cứu thì bà quá Sarepta đã trả lời: Có Đức Chúa Thiên Chúa hằng sống, tôi thề là tôi không có bánh. Bà chỉ còn một chút bột, một chút dầu để mẹ con cùng ăn một bữa ăn cuối cùng cho đỡ đói, rồi cùng nhau chết đói. Thế nhưng bà quá đó đã quảng đại, sẵn sàng nhường phần ăn của mẹ con bà cho ngôn sứ Elia. Cả hai bà quá đều có một lòng tin như nhau, nhưng mà khác với bà quá Tân Ước hôm nay không thấy được đền bù một cách rõ ràng, còn bà quá Sarepta được chứng kiến cảnh hũ bột không bao giờ vơi và vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Chúa đã dùng ngôn sứ Elia mà phán với bà. Cũng từ câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay mà ngày nay người ta vẫn hay nói đồng tiền của bà quá. Thành ngữ đồng tiền của bà quá đã trở thành một câu thông dụng để chỉ những ai nghèo tiền của mà giàu lòng hảo tâm. Ông bà chúng ta cũng thường nói của ít lòng nhiều. Rõ ràng của dâng hiến không quan trọng bằng tấm lòng dâng hiến. Chúa không nhìn bề ngoài, nhưng mà Chúa luôn đánh giá con người dựa trên chính tâm hồn của họ. Chúa nhìn thấy tâm hồn quảng đại của bà quá nghèo. Chúa tôn trọng, và còn hơn cả sự tôn trọng nữa, Chúa tôn vinh, Chúa ca ngợi, Chúa yêu thương chính cái nghèo nhưng mà rất đối giàu lòng của bà. Hãy cứ cho đi một cách quảng đại, chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ chịu thua trước sự rộng rãi của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta xin một bông hoa thì Ngài cho cả bó, khi chúng ta xin một giọt nước thì Ngài cho cả đại dương, khi chúng ta xin một hạt cát, Ngài cho cả sa mạc, và khi chúng ta xin ăn thì Ngài ban cho cả thịt máu của Ngài. Tôi tin kinh. Thank you.
Anh chị em thân mến, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa muốn dạy chúng ta phải sống đạo thế nào cho đẹp lòng Chúa. Với ước muốn nên hoàn thiện như Cha trên trời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội thánh có trách nhiệm giúp con cái mình sống thánh thiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lời giao huấn của hội thánh luôn được các tín hữu lắng nghe và trung thành thực hiện trong đời sống đức tin hằng ngày. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Mọi Kitô hữu đều có bổn phận nâng đỡ những công việc từ thiện bác ái của hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn rộng rãi đóng góp vào việc giúp đỡ người nghèo. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Nhà thờ là nhà chung của người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết khoảng đại đóng góp vào việc giữ gìn nhà Chúa luôn khang trang đẹp đẽ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa, nhà thờ là nhà cầu nguyện, là nơi thờ phượng của giáo xứ, là nơi biểu lộ sự hiệp nhất và đoàn kết của các tín hữu khi tuyên xưng cùng một đức tin vào Cha trên trời. Xin cho chúng con biết mến yêu nhà Chúa và siêng năng tới tham dự phụng vụ, nhất là phụng vụ thánh lễ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lời Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hồi thánh Chúa tiên dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhân ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy
tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, bởi vậy trong khi cử hành lễ ân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Anton chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse, Maria, Đa Minh, Rosa, Phêrô, Thomas và Teresa, Vinh Sơn, Gioan, Bautista, Patricio, Dominico, Anna, Gioan và Andre, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
xin giữ con để con cùng sự Chúa. Con cùng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán trường, xin giữ con luôn luôn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ân thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn thánh thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Vì danh